Võ Hạ Trâm tiết lộ hai ca khúc sắp tới trong The Love Journey, kèm bộ ảnh nàng dâu thơ không tỳ vết. Trên trang cá nhân của mình, Võ Hạ Trâm vừa khoe bộ ảnh nàng dâu thơ, khiến khán giả không khỏi trầm trồ, kèm dòng chú thích. Đêm khuya sương tối mịt mờ, ấp vài chiếc ảnh tưởng mình nàng thơ. MV về với em của Võ Hạ Trâm đã ra mắt với thông điệp rất rõ ràng. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Ý tưởng này được ám chỉ bởi chữ To Be Continued ở cuối MV. Và đúng như vậy, sau đó võ hà trâm sẽ tiếp tục giới thiệu hai sản phẩm thuộc dự án the love journey sự đầu tư và nỗ lực của ekip là điều đáng ghi nhận bản phối về với em lạ tai và lời hát dễ cảm kết hợp cùng chiến lược phát hành đúng đắn giúp mv đến gần với khán giả hơn điểm trừ của sản phẩm là vẫn còn lồng ghép thông điệp quảng cáo ở cuối mv sự xuất hiện của chồng võ hà trâm vẫn còn mang tính khiên cưỡng mv không được xây dựng theo dạng có cốt truyện mà chủ yếu mang tính minh họa cho ca khúc Phần hình ảnh ấn tượng với nhiều khung hình hút mắt, kết hợp màu sắc rực rỡ, giúp tăng cảm xúc cho âm nhạc. Các yếu tố bối cảnh, phục trang, vũ đạo đều được chăm chút, tạo cảm giác choáng ngợp, mãn nhãn. Với tổng kinh phí lên đến 5 tỷ đồng, dễ thấy độ chịu chơi của vợ Hà Trâm khi quyết định đưa toàn bộ ekip sang Ấn Độ để quay MV. Chưa kể dự án còn quy tụ dàn phủ công chuyên nghiệp đến từ nước bạn. Theo ekip, có đến 200 nhân sự cùng làm việc cực lực trong 12 ngày để tạo ra sản phẩm chỉnh chu nhất. Đạo diễn Tùng Phan cũng chuộng những ống kính góc rộng để bắt trọn khung cảnh nước ấn, đặc biệt là vùng Rajasthan với sa mạc trải dài. Nhiều cảnh quay được sắp đặt kỳ công, gợi nhớ những tác phẩm điện ảnh của Bollywood. Trong MV, Võ Hạ Trâm cũng thử sức bằng cách thể hiện các điệu nhảy đặc trưng cùng vũ công sứ Bollywood, liên tục thay nhiều trang phục, khoe đường eo thon gọn, săn chắc. Nhìn chung MV về với em là một sản phẩm đáng xem của Võ Hà Trâm sự đầu tư và nỗ lực của ekip là điều đáng ghi nhận còn với câu chuyện của the love journey chúng ta hãy cùng chờ đợi và theo dõi những sản phẩm tiếp theo của võ hà trâm